Tại vì ba nói con là ba thích xe nhỏ cho nên hỏi thoải mái hay không thì không. Ờ, vô duyên đâu. Thế dứt khỏi nói không thì không. Cái gì, thì cái gì phải đúng. So we là gì kia? Why you ask me? So I just be honest to you. I just tell you the truth. Okay. I love the car, but I don't feel comfortable with that. Okay. And I like my small car. Continue on route. Follow local traffic guidance. Đây cũng lóc luôn mấy ơi, phải dắt con đi đâu không? Đó, trong đây đó, con hé, con gọi, con cười sằng sặc luôn đó mà cô anh nghe. Con gái yêu. Sao vậy? Sao cười sằng sặc? Khiếp quá, cười ghê quá. Ghê quá. À, Kiến ơi, à, dạ. Chủ nhật là sinh nhật là anh vờ luôn. Nên ra đấy là sẽ chọn cái gì? Tới ví dụ chỉ có thích cái gì chơi? Anh chơi vô thích đồ chơi game không mà. Anh chơi vô này mà. Anh chơi vô chơi game, Free Fries, Liên Quân, Roblox. À, cái đấy chỉ có nạp tiền thôi Kiến ạ. Anh đó chỉ thích mấy cái đồ trong đó thôi. Mà con, nếu như con chơi, tại vì mấy cái trò đó mẹ toàn bắn súng bắn game không à, không có thích chơi. Con thích chơi bắt cua là chỉ có Roblox nè, chỉ có Roblox, nhưng mà con tải được, con sẽ tải được, bởi vì nó không có cho nói chuyện thì chỉ có gọi điện thôi à. Nhưng mà vấn đề ở đây là nó bắt mình phải để mật khẩu vô, mà mật khẩu nào người ta không lấy hết trơn rồi, được còn cái mật khẩu nào đâu mà lấy trời, còn một cái mật khẩu nào nữa đâu. Coi coi như xóa cái nghe coi. Đó, trong Play Together thì không sao luôn. Con đi Mini World cũng không sao. Con biết con đi con quên cái gì không kìa? Dạ. Con đi quên mà quên mang gì không? Dạ. Con biết con đi quên mang gì không? Dạ không. Cái iPad. Tại vì con nói là 9 giờ con gọi cho các bạn. Hôm nay các bạn ở Việt Nam là 9 giờ. Là 9 giờ sáng hay là 9 giờ tối bên này, nó sẽ được gọi 30 phút với cô giáo. Nên là 10 giờ thế. 10 giờ tối. Là 10 giờ tối à. Nhưng mà mẹ có mà. Ừ có. Chị chắc nhờ mẹ. Nhớ gọi mẹ bằng máy điện thoại của mẹ gọi cô Hiền. Tí nữa con dùng Zalo. Dạ. Tại cho của là con thích là cô dùng ơi. Bởi vì là con xem Pokemon. Cô ơi, 9 giờ, 19 giờ sáng bên đó con xin phép gọi cô để con nói chuyện với bạn một chút. Nè, okay. Mẹ biết không? Cái game Free Fire, mẹ thường thường mẹ đã nói với con là những game bắn súng nè. Đúng không? Mẹ không cho con chơi. Đúng rồi. Mình con gái không chơi bắn súng con. Nhưng mà anh chơi vồ. Anh là con trai thì anh phải chơi game bắn súng. Bắn súng? Liên quan gì tới con? Rồi anh nói thích chơi đồ nạp. Anh nói thích chơi mấy cái đồ khác. Này em tháo cái vai rồi này anh. Cho nó đỡ cồng kềnh. Đúng không? Nhưng mà cái vai đấy sẽ đẹp khi mà anh make up làm tóc đẹp, vui vui à. Phải, nó là cái form. Hình như cái xe này tới nỗi nó còn không cho mình tụt cái ghế thôi. Ờ, quên. Không biết nhạc luôn. Quên, tí nữa mai Kiến báo mẹ làm cầm cái USB đi nha Kiến. À mai cô lâu rồi dậy 1 giờ chiều anh ạ, không phải dậy 9 giờ sáng đâu. Ê sao anh, điện thoại của cô ý bị biến mất. Xong cô lấy điện thoại của em cô gọi. Xong là gọi một lúc không ai bốc máy ấy. Cô bảo đấy là cô ấy anh ạ. Là cô cài chế độ gì đúng không Kiến? Tự nhiên cô nghe cô ấy trả lời đi. Có nghĩa là em gọi bằng máy em. Xong là Kiến, tại vì em có bảo Kiến, em bảo Kiến là con bấm điện thoại của mẹ, con gọi xem điện thoại cô vứt đâu, sợ cô để quên ở trường. Thế là có người bớt máy. Thì có lúc cô đang tìm ngoài sân vườn, không hiểu hai cô trò học cái gì ra ngoài vườn, ông nội chạy ngoài vườn. Thế là đến khi mà cô vào, cô mình gọi lại cục nữa thì vẫn là nói chuyện. Thì cô bảo đấy là cô nói chuyện nên cô cái gì đấy. Làm sao chưa hiểu. Có nghe cô bị mất cái điện thoại. Cô ra đến xe rồi, cô mới nhận ra là cô không thấy cái điện thoại của cô ấy đâu. Cái điện thoại của cô đó đang nằm trong xe nhưng mà cô đó lại quên mất. Thì lời gọi lần thứ hai là cô đã ra xe rồi. Không, cô vẫn đang ngồi trong nhà mình. Cả hai cuộc cô vẫn đang ở trong nhà mình thì có người bốc máy. Bốc máy là cái Apple Watch của cô nó connect vô, thì cô bắt bằng cái điện thoại cái tay cái
À cô bắt bằng cái đồng hồ đúng không? Xong rồi nó là giọng của mình nói nó bay vào đấy đúng không? Thì bây giờ giọng của mình trả lời nói vậy thôi chứ giờ của ai? Thì cái iPhone quá của cô nó connect vô lại cái điện thoại. Cô cập nhật cho con cũng ngay trả lời. Trời ơi, cái mùi da tôi chóng mặt. Cái mùi da chóng mặt ha. Tí nữa đến nhà bà Thủy, mình hạ cái cửa kính xuống cho nó bớt mùi ông nội. Ở chỗ đấy nó không bán hoa đúng không? Nó bớt sơn. Dùng cái cửa kính này. Cha nội già nước đi sinh nhật tặng hoa sến. Ok, đi sinh nhật tặng hoa chứ. Thôi bây giờ ba tốt nhất đừng tặng gì để mẹ đừng tặng gì theo. Chứ ba biết không, bên Việt Nam này mẹ mua một bó hoa bự cho bành luôn. Xong rồi mẹ đem đi tặng họ. Xong rồi đem tặng xong mẹ kêu là mẹ phải về nhà. Xong rồi ngày tiếp theo buổi tối 8 giờ tối mẹ kêu mẹ đi công việc cho tới 1 giờ 2 3 giờ sáng đi nhậu nè. Mẹ nói đi công việc đó. Thì công việc cũng là nhậu đó con. Ha. Ha. Ở bên nói em gì cũng nhậu luôn. Chế quen giờ với nó chưa? Vẫn sống giờ Việt Nam. Vừa ngủ dậy. Anh ngủ cũng rất cũng anh ngủ luôn lúc về đó. Đâu ngủ lúc cô giáo từ 4 giờ đến 6 giờ cô giáo về em vậy. Em cũng ngủ y chang anh luôn. Ôi kìa thằng kia nó làm gì đây? Nó vừa lặng mình phải không? Bây giờ bên này là 7 giờ 11 tối nhé các bạn. 7 giờ 11 tối, 7 giờ tối rồi đó. Tính ra là 7 giờ tối á. Dùng cái kính nhỏ nè. Nhìn thấy cái của mình á, nó không có đẹp. Bây giờ dùng cái kính bự, nhìn thấy bự luôn. Chà già. Cái mùi da mới. Thì em mới nói bây giờ ban ngày nhà em sẽ hạ cái gương xuống. Hơi mưa em chạy ra, được chưa? Em không say mùi chết luôn. Ồ lắm con. Ê cái xe này ngon hơn xe Việt Nam anh ạ. Là nó chắc cái thân xe hơn Việt Nam. Này cha già bớt nha. Cái xe nó chắc hơn xe sân xe Việt Nam rồi mà. Chắc hơn xíu. Ông ấy tôi ngồi đây tôi biết. Ui hoa màu tím. Suốt ngày hoa màu tím. Khi mà chai đó mới là hoa màu hồng. Đẹp ha. Thế à? Đi nó biết mình đúng không? Nên nó đường. Ồ, ấy hoa tím hoa trắng đông như con Huyền. Bây bắt đầu ra hoa tím đẹp ha. Mẹ mê như nó như mê Đà Lạt ấy, đẹp như Đà Lạt nhà mình ấy. Có nhớ Đà Lạt. Ừ mẹ cũng nhớ Đà Lạt con. Ăn thịt ăn lẩu bò ngon dã man luôn đúng rượu. Đúng rồi. Dạ đó đó, con cũng ly đó. Nhưng mà nó là ly Coca. Vâng chị Huỳnh Phương Anh. Mùa hè 9 giờ tôi còn sáng đến 5 giờ chiều đúng không chị? Ok mẹ nhậu đi. Đâu có nhậu. Mẹ nhậu online hả? Nhậu gì mà nhậu. Mẹ nói mẹ nhậu online. Nhậu online với ai? Nhậu online với chú Long bên kia đó. Bác Long nhà con nhậu Coca. Ông Long không nhậu rồi. Không biết một giọt rượu bia ông nội ơi. Ừ trông đầu gấu đầu mèo vậy. Ừ nhưng mà lúc nào chỉ rủ đi quán bar. Ngày nào ở Việt Nam cũng... Ê Trang tìm kiếm chỗ nào vui vui nhạc hay coi chiêu chiêu coi. Ra nơi là ông ấy xách một lon Coca hoặc là một ly soda chanh. Ông thích cái nhạc và không gian. Mình tỉnh á, mình nhìn mấy cái xỉn xỉn nó vui. Tỉnh nhìn bọn xỉn xỉn nó vui. Ở đâu mà vui? Ở đâu mà vui? Ơi. Mẹ quay mẹ đánh người vậy đó. Bác Long bác thấy á. Bác nói với bạn của bác á. Là báo police hả? Nữa. Suốt ngày đánh chứ đánh. Trang lái xe thử chưa bình thường chị? Rồi không. Đừng có kêu mẹ con lái xe này nha. Mẹ con mà tưởng ở đây như Việt Nam đi. Mẹ con sống như ma vậy đó.
Mày cũng phóng mà làm con bay lên trời đập cái đầu lên đất luôn. Không được, không lo con, cái tình trạng nó xảy ra rồi. Không biết đường không? Không biết đường con đây mà còn đang mò. Khi nào mà mẹ con nó biết hết đường đi ok, coi như cái đầu con sẽ bị đập đập xuống đất, trong khi đó cái người cũng không tấn lên trời. Đưa bàn tay thôi. Đưa bàn tay đây. Đúng không ba? Ừ. Ba biết không? Ui cái hàng cây. Đúng, hàng cây. Trời ơi nó đẹp. Anh ơi nó đẹp. Thôi tự dừng bạn. Bạn tự dừng xuống mà bạn chụp hình xong mà bạn đi bụi về. Thật đấy. Cha già thật sự tức. Hoa màu tím đẹp quá à. Rồi từ bạn ba dừng xe đổ mẹ xuống cho mình đi. Rồi con biết thiếu cái gì rồi. Con biết mẹ thiếu cái gì trong cái xe này rồi. Thiếu cái gì? Mẹ thiếu cái đồ á để gắn lên cái phần kia kéo lên để cái iPhone. Ở bên này không có được live stream khi mà đi xe đâu con ạ. Không như Việt Nam đâu bắt luôn đấy. Đang lái xe không mua được live stream. Chỉ có mình ngồi bên cạnh mình live stream, mình đã xem đường phố thôi. Cây hoa đẹp quá. Ôi dồi ôi, hoa đẹp quá má ơi. Thế nhìn. Ôi cái nhà gỗ kia đẹp ơi. Ba. Đúng không? Tao bỏ mình à? Mấy má bảo nhà tôi trong trong rừng rú các má. Từ nhà tôi đi ra đến cái đường lớn này chỉ có 1 phút thôi các mẹ. Nó dọc một đường này đó. Cái cây này, cây sợ cây mà khô khô này bao giờ nó sẽ ra màu gì anh? Đấy, trong cái mưa, bây giờ đang mùa xuân rồi, sao cái mưa nữa là nó mọc đầy lá là gì? Trời, lần đầu tiên thấy xe bus ở đây. Ủa, đấy có xe bus đấy, sao anh không được chỉ em để em đi? Tôi có biết đâu, bà nói tôi mới là lần đầu tiên tôi thấy. Trời ơi, cái xe bus kia có tuyến xe bus, có nghĩa em lên đó, em ngồi, em đi có xuyên mang được đó, đúng không? Không có, bà nói. Cha già. Chạy thì thôi, mới chở đâu xin về. Không có xin băng à? Không, nó có số mà nó chỉ chạy trong này dùm dùm. Ơ kìa, giống như ở Việt Nam ấy, mình đi Vĩnh Long thì mình hay là đi, cứ mình có xe Phương Trang, xe Thành Bưởi đó, ở đây nó không có xe đấy hả? Không, ở đây chỉ có race house. Race house. Race house nó chạy 80 năm nó mất cỡ. Trời bà mẹ thiên địa. Xuống như đất chai như đất thị. Đít chai đít thị. In three quarters of a mile, turn left onto Buckingham Drive. Anh nhiều đến nhiều nhà thờ nhỉ bác nhỉ? Đạo người Mỹ nhà thờ nhiều bác nhỉ? Ui cái hàng cây này lúc trước là màu trắng hết rồi bà. Hôm trước là cái hàng cây này màu trắng hết đó. Vâng đúng rồi chị Queen Legos. Cái lúc trước là cái này là màu xanh màu trắng hết nè. Xong rồi bây giờ nó rụng hết hoa, nó thành màu xanh này các ngâm mọi người. À mọc lá ra. Cái màu trắng là cái nổ. À thế à? Kỳ vậy đó. Đẹp quá. Stop sign. Đó. Mọi người theo bên này á. Ở đấy theo ông từng đường rất lớn đi vào chỉ có 1 phút thôi thôi. Thằng đó nó chọc thiển một cái là chiếc này nó ngừng liền. Không biết chuyện gì xảy ra. Đó. Mình dừng. Thằng trắng kia phải chờ nhường mình. Đúng. Thí dụ nó quẹo trái nó phải nhường, còn nếu như nó đi thẳng thì nó đi cùng mình. Đẹp quá, hoa đẹp quá bà. Ép gì? Cuộc đời buồn lắm các bà ơi. Buồn quá thì mẹ mở cái ba dần. Em hỏi ông xã gần chỗ em có am chắc không là tàu lửa đi siêu tốc xuyên bang nước Mỹ. Không bà ơi, em ở quê. Đấy từ đường cái vào đây quê luôn rồi đây này. Mẹ mà buồn á, ba. Đưa vào trong cái ngõ kia dừng lại để mẹ đi chụp hình nhớ ba. Lúc đó tiếp nữa mẹ tự bắt taxi qua. Ở đây có taxi con ơi. Bên Mỹ nó không như Việt Nam đâu. Nhà nào người ta cũng mỗi người một cái ô tô. Người ta đâu cần có phải đi taxi như mình Việt Nam mình. Rồi mẹ đi xe buýt đi. Ôi trời ơi. Rồi tự đi bộ vô nha. Đẹp quá, hoa tím đẹp quá. Ôi trời ơi, Trang ơi. Mặc một bộ đồ trắng. Ôi Trang ơi, mặc một bộ đồ trắng đứng chụp cái bạc. Ôi trời ơi, tuyệt vời. In half a mile, turn right. Trời ơi, nó đẹp quá. Trời ơi, cái cây mắc tiền đúng không? Nó là cây sao dược đó. Ôi, cái cây nó mắc nhau chứ, đi ra chỗ bán cây ấy là bán mắc á. Mấy trăm cả đô một cây về xíu.
Ê, chồng có tulip với cổng kìa. Thế mà kêu xe ta không thích. Đúng như nào gọi là thích chính thức. Khi nào thì cũng vậy mà. Còn ra màu trắng thì nó sáng trưng như trời sáng. Ngay nữa ra sáng thì nó chuyển sáng rồi. Thì ra sáng chuyển lại xem mà, thật không? Em đi cái xe này bao lâu em có để ý đâu. Ồ, hay ha. Bây giờ mới biết đấy, cũng để ý. Cảm ơn. Go past this light. Then at the next one. Đây, 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 cái chỗ này người ta gọi là downtown đấy mẹ. Đúng không? Downtown. Đâu, đâu, đâu? Marseille, xe cảnh sát bác ơi, nó bắt chết mẹ luôn. Nếu mà mình vừa đi mà vừa live stream chết mẹ luôn. Nhưng mà mình cầm điện thoại nó không sao. Down. 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 Downtown. Down. Cái gì? Downtown. Downtown. Thôi mẹ nào không được rồi. Cái lần đồ này đi thi. Đi thi quốc tịch nào. Phải chờ tới cái câu dễ nè. Chờ tới hỏi cái nhà mình ở đâu đi. Nó cũng không được thì thôi. Con lại mẹ ương. Con mà cầu mong bằng cái cây kia thổi ra thôi. Mà mẹ cũng không được luôn thì thôi. Không có cái thứ nào con cầu hoài không được đâu. Ờ, được không rồi. Nghĩa là thần Phật cũng bó tay đúng không? Đúng rồi. Đến hồi đó ba nhớ không? Cái cây á mà co cái cây á là nó có màu trắng á, nó có mấy cái dính dính á, xong rồi mình ướt xong rồi em không đánh son mà em đánh son dưỡng thì có không, nhưng bây giờ con ướt cái đó mẹ cũng không được luôn. Ok y anh Nguyễn, cái này màu môi này là màu son dưỡng chứ không phải màu son, nó là cây son dưỡng có màu. Mẹ ơi cho con dùng đi. Đấy, vừa nãy mẹ kêu cầm tay đi. You've entered the parking lot for your destination. Rồi, tôi đi cửa trước rồi, tôi mới đi bộ rồi. Tắt chưa nào? Được rồi. Được. Bên này bị quẹt này. Rồi, được. Ok rồi đó. Đưa ra. Đấy. Ủa, ba ơi, rồi lúc rồi là mình tới nhà hay là mình đi đâu? Mình đi mua quà sinh nhật. Con mua chứ. Con sẽ mua quà chính đấy. Nhưng thật sự thì... Hoa! Một cái cây! Đau quá! Nhà kiểu, thôi, không có cái gì luôn á. Người ta kêu đi mua quà bánh sinh nhật. Phải đi mua hộ quà đó đó. Anh có số công dân không? Có. Có. Anh gọi ông ý là sẽ biết ông có mua hay không. Nếu ông mua rồi thì mình không mua. Bởi vì nhà không ai ăn bánh đâu. Còn không mua cái nhỏ xíu cũng được. Mẹ chứ này. Đông một cái mò đông xe đâu. Việt Nam mình có đất. Đất nó ví dụ như những cái mà ở mình mở cái Long Biên ấy. Tết em đi, Tết rồi em đi chợ muốn chết. Chợ Bến Thành. Tại vì đất của mình không rộng bằng người ta, anh hiểu không? Chỗ mình siêu thị của mình là chỗ đậu xe rất rắc rối luôn, rất mệt luôn. Trả tiền tính theo giờ, em nói anh em vẫn mấy cái mò lớn chỗ trả tiền. Anh thấy Takashi Amaya chỗ mình đi không? Anh mà chỉ cần vào ngồi ăn trưa thôi. Đi ra mấy tiếng đồng hồ là trả tiền xe, mệt nghỉ luôn. Mẹ ơi. Ơi. Con thấy mấy cái khu mà bự ở Việt Nam chữ này là con chỉ thấy có chợ Bến Thành thôi á. Ừ. Đúng không bạn? Em không biết. Đi xuống con.
Happy. Rồi mẹ con lấy ví chưa? Ví tiền đây rồi mình ơi. Kiểm tra trong đó có tiền chưa đi. Không có tiền ba con cà, đơn giản. Trời. Bình thường eo, mẹ sợ mẹ cũng không biết là nhiều khi mẹ cũng không biết là con bênh mẹ không ấy. Không. Không, em đâu có đem áo, đâu có áo. Ôi trời, hai cha con nhà nó nhiều khi tụi không biết là thế nào luôn các bà. Trời ơi, hai cha con nhà nó. Đấy, tôi còn là cái gì ở trong cái cuộc đời này đâu. Tôi còn là cái gì đâu. Tôi không còn là cái gì, nó có đi theo tôi đâu. Thế rồi. Trời ơi, lại cụ. À, đây này này. Cái này là cái chỗ mà cái hãng mà bà ông Long hay mua cho em. Nhưng mà mình nghĩ đến cái đống giày cao gót của mình này. Cái 100 đồng. Có 100 đồng. Đây rẻ không? Có 100 đồng, có 100 đồng. Thôi bye bye cả nhà nhé. Bye bye cả nhà. Em đi mua đồ. Tầm rưỡi thôi. Thank you, for sure. Thì anh lấy tầm rưỡi thôi. Ừ, thì... Em, tại vì chân em to trên mà. Đây đi. Đẹp rất đẹp. Đâu thích cái này. Đẹp ha. Trời ơi. Lão kêu tôi là đi đôi này. Trời ơi mấy má ơi. Đôi này mua về đi đám cưới. Ui dồi ôi. Sau này đi nhặt mấy cái này tôi canh sale vào mùa Noel ấy, nó sẽ sale. Chứ lúc này ui đôi dép. Ý. Ba đôi đẹp. Ê đôi xinh nha. Còn 89 đồng. Wow. Cái gì? My name gì? Ơi. 5-5-4-0-0. Các bà thấy không? Chồng tôi thích tôi đi đôi này ghê không? Đẹp không mấy bà? Sau này mà nó đến mua sale này là đang 89 đồng này. Nó đang 89 đồng. Cái hãng này rất đẹp, cái hãng này là tôi hay mua này. À tôi hãng này là anh tôi hay mua cho tôi này. Đẹp không? Sau này tôi đi săn sale cho các bà nha. Cái gì? Thôi cái đấy con thích đó. À hôm nào ba thấy ở đâu là bán đôi này. Ba mua cho Kiến. Đi về nhậu ông ơi. Hello. Đi về nhậu. Mẹ ơi hồi nãy mới dùng mình thẻ mẹ. Ờ thì ba con để ví trên kia mà. Nhưng mà dùng tiền. Đẹp ha. Chị nhắn mua kem chụp nắng không ai trả lời. Chị chờ em đi. Ba cầm. Nói chung là mấy cái này, ví dụ như Noel hoặc hè, à Noel hoặc là lễ nhỉ, nó sẽ... Ôi, Kiến đứng im. Ui, cái hoa gì đẹp vậy? Kiến.
Bà bảo lẹ lẹ về nhậu mãi. Hôm nay tháo cái cầu vai rồi. Hoàng hôn với bà. Thank you baby. Con lên xe trước đi. Phút tầng sau đi bà. Nhưng mà công nhận nha, giày rất đẹp. Sau này khi nào phải vào mùa sale ấy, phải vào mùa sale á, lúc ý thì mới đi săn với bà được. Mà săn là săn mấy tháng là sao mẹ không lái vậy? Bà Lori nhắn tin cười cười. Ôi mẹ ơi. Ơi. Mẹ sao tại sao mẹ lại không lái xe vậy? Thích thì mẹ sang lái, dừng lo thì ông sang đi tự lái, không gọi bảo tôi không biết lái. Đấy, ui tôi không tin mẹ kìa. Giờ con có đói bụng chưa về nhà không? Hay là con đi, con đợi mẹ lái rồi 3 tiếng sau chưa? Thôi thà đi cho ba đi cũng không. Chứ mẹ là con nói nghe. Ok, 12 phút. Đúng rồi, lúc về nhanh hơn. Bởi vì chỗ này ra cái đường của cô kìa. Chào bác Nguyễn Hải Lộc. Chết rồi. Thôi để hôm nào cuối tuần nhuộm tóc đi. Anh nhuộm cho em chị Thủy. Chị Thủy cũng muốn nhuộm. Cái gì? Em của chị Thủy muốn nhuộm tóc chung một màu. Tiếp nữa bay về hả? Không, sinh nhật mà. Tóc ba đỏ mà. Bởi em muốn nhuộm xuống màu nâu đen. Màu nâu hạt rẻ. Màu nâu hạt rẻ. Không được không? Tóc ra chân gớm mắt thật. Ô cô Lori tự dưng đổi lịch xong buổi ấy anh. Buổi chiều à? Hôm qua hôm cứ anh bảo em là buổi sáng. Lúc trước. Thì không có nghĩa sớm là có nghĩa là sẽ học sớm hơn chứ 4 giờ chiều đúng không? Cũng như ngày đó không có đi học á thì sẽ học sớm hơn thôi. Tóc này, ra mọc nhanh như 1 tháng này. 1 tháng tóc này. Ui anh ơi, cái mù lá đỏ hả? Ừ. Lá đỏ rồi hả? Đầu bếp tự dưng thành đẹp nha mọi người. Nhưng mà đầu thúi nha mọi người. Người ta ôm vô cái xong mình hửi thấy thúi quá, không dám ôm nữa nha mọi người. Bây giờ đang là 8 giờ tối. À, gọi hỏi mua bia chưa, vào mua bia. Để được đi mua bia phát nào. Tại vì sợ ông dân ông ấy bận chưa đi mua bia. Suốt ngày bia. Thì sợ chưa mua thì mình mua. Ăn cá lóc đi. Cá lóc á. Hello. Hello. Nó chê em đầu hôi nữa chị. Thì lúc rồi mẹ. Để đầu cứu anh được đâu. Xong rồi mai mốt đòi mẹ tàn trí. Ở đêm qua tin có trí ngoài con như kia nhé. Con hết rồi nha. Sau này em mới phát hiện ra là mấy cái ụ đất này anh, không phải là cái nó thiên nhiên mà là người ta đắp lên. Tại vì người ta để cho mình tập trung vào cái lai đường của mình thôi. Đắp lên để cho mình không có nhìn lăng sang bang. Anh dân bảo em thế. Bây giờ mở cái đường thì đất từ đây phải đắp bên kia thôi chứ đâu thì đâu. Nhưng mà cũng nghĩ ra được. In about 4 miles, take exit 376 toward Oak Ridge and State Route 162. Trên đường về nếu mà thấy cái chỗ bán bia, cứ gãy vào mua 2 thùng. Anh hiểu không?
nhiều khi vừa xong mới hết cách đấy. Đây là highway phải không anh? Em thấy anh lái xe này cũng ok mà, anh chê. Mà nghĩ đi, tôi chê nên tôi không phải dòm cho kỹ. Nhưng nó to nữa, tùng ngạo gì cả. Nó mãi như cái thằng nhỏ, tôi muốn lách đi đâu, tôi lách đi chạy đi đâu. Sang đây gầy đẹp hẳn luôn, trời ơi, xuống 7 cân rưỡi em ơi, 7 cân rưỡi. Nhưng mà như là vẫn như còn một ít mập, giống như con cá chép á, nó vừa nhờ bà nó đang tập gãi đó. Nói chung là Kiến bây giờ sang đây là hết thương mẹ rồi. Vậy chắc không đâu, bữa tối mẹ ôm con uống nghẹt thở mà con nảy mẹ ra. Bên này 8 giờ tối, 8 giờ tối rồi Đạt Khải bạn mình ơi. Sau này mình có xe rồi, mình rảnh lắm, mình sẽ đi săn giày dép cho mọi người nha. Nói chung là nếu như mọi người kêu tôi là đi săn giày, săn dép cho mọi người, tôi sẽ đi bởi vì tôi thích giày dép. Đấy, nhưng mà bảo tôi đi săn nước hoa là tôi cũng có đi. Tại vì tôi không biết ngửi nước hoa. Nước hoa thì lão này, lão này mua chai nước mắm Chanel từ bãi trường. Mai ông dạy tôi mua đúng rồi, nước hoa bên này thì thơm lắm, nhưng vì tớ không xịt nước hoa, đối tượng kia xịt nước hoa kinh lắm, như chai nước mắm ấy, mua chai Chanel dung tích lớn nhất xong rồi như chai nước mắm ấy. Hai đối tượng này thích nước hoa lắm này. Con đối tượng này thích cá khô, cái này thích cá chép. Nhưng mà có cái người á, trước bên Việt Nam á, béo á, lần ngoài á, như con cá chép á, nó tặc 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 để gãi vậy đó. Ô mẹ ơi, con cá chép, một mấy con cá nó có gãi người. Nó dễ đành đạch. Gãi đành đạch như mẹ ôm chặt con đánh cá. Nhìn hoa đẹp không? Highway người ta thế này. Mẹ ơi. Ơi. Thường thường là mẹ biết đó. 6 len đường luôn. Ủa mẹ ơi. Ơi mẹ nghe. Lúc nào có mẹ có xem hết tất cả các tập Pokemon à đâu? À mẹ không xem đâu, Hòa Thịnh con nhé. Doraemon. Không không. Mẹ đọc truyện thì đọc hết rồi. Vậy á, mẹ á, mẹ biết Pokemon Doraemon nó đi vệ sinh bằng cách nào không? Ồ, chưa giờ thấy Doraemon đi toilet cách nào luôn. Use the right two lanes to take exit 376 toward Oak Ridge and State Route 162 North. Nó kêu tấp sang bên phải không? Chuyển làn đúng không? Chuyển gì nữa này, cuối cùng chuyển gì nữa. Đây là làn khẩn cấp đúng không? Làn cuối cùng để tôi đi đâu thì áp lan tà để mẹ tôi nhậu. Em biết chạy rất phải, em biết chạy speedway chứ chị, hôm qua em chạy rồi. Hôm qua đi lấy xe về em chạy xe. Thì là em bị lố cái đường rẽ, em đi thẳng lên highway em chạy luôn, highway em chạy luôn. Chào Tết đi Lê, chào bạn mình ơi. Việt Nam bây giờ là 6 giờ 7 giờ sáng. Đẹp hay nha, hoàng hôn đẹp anh nha. Ôi giời, chị ơi, ở Việt Nam em lái tuyên toàn quốc mà, em lái ở Việt Nam em lái lượn lờ. Em đi toàn quốc rồi, em đi lái riêng cái tầm em lái mười mấy tiếng một ngày bình thường. Chị Hải Lộc ơi, mẹ em khỏe không chị? Chị đi vào, chị có đi vào nhà Bành Tún, chị báo với Bành Tún rằng là con gái ở nơi đất Mỹ xa xôi, chưa thấy mẹ gọi điện hỏi thăm cuộc nào. Nhưng mà thấy cá được thăm hoài. Cá là con trai. Bên này 6 giờ 50 này. À bên này 7 giờ 50. 6 giờ 51. Mà mẹ đọc là 7 giờ 50. Mới đi hội về, bà đi đủ 3 ngày bảo sao bà quên mình.
đang đi tìm cái chuyến có ai mà thấy ở công ty du lịch nào đang có chuyến đi Bhutan comment hộ em cái nhé. Tại vì mẹ em muốn đi Bhutan, em hỏi một số nơi thì một số công ty du lịch như Vietravel là đang không có Bhutan, mẹ em muốn đi Bhutan. Em đi định cư luôn à? Không chị ơi, em đi theo giai. Đi theo giai. Con mẹ mình là Nguyễn Thị Bằng Béo. Bà nội xem được, bà nội sẽ bảo đấy, hai ba con mày cứ trêu nó đi, rồi đến khi nó cục lên thì bảo là nó cục tính. Đúng rồi bà. Ô hôm nay mẹ vào mới dọn phòng cho em mới sợ chứ. Tôi dùng vậy. Cái phòng mày thối quá đó. Con còn than đó. Có ai làm cái gì đâu? Bộ nha bộ. Còn trong khi đó cái quần của con với cái áo kia mày để ở dưới. Xong mà cái áo của con thì mày để bên trái là bên cái quần. Còn cái áo lá của con thì để đúng rồi. Nhưng mà cái áo khoác của con là cái áo mỏng mỏng mà mặc vô để cùng bộ luôn không. Mày để chứ thêm cái quần dài. Đúng rồi. Đó. Xong mà tới lúc con làm ra thì tối loãng luôn. Nó lội với quần vô quần, áo vô áo, quần chiếc vô quần chiếc. Chuẩn bị đến đây nè. Chuẩn bị đến đây sẽ phải đúng không? Không. Anh em hay không? Hôm qua em cũng bị đi lạc thế này. Không có đi lạc đường nào đây. Bởi vì là mẹ không bao giờ biết đường. Nhưng mà em nhớ cái tên đường anh hiểu không? Nên là em biết là em không có bị sao. Hôm qua tôi tưởng như Việt Nam ấy bà. Hôm qua tôi tưởng như Việt Nam. Hai người đi lấy xe ra, tôi bảo ông ấy là anh đi chờ em, anh đi chờ em, chờ em ra cùng. Ôi hàng hoa tím. Ôi giời ơi, quay một clip TikTok đi, hàng hoa tím này có mà vỡ nợ à. Xong rồi tủ đi bộ về. Làm sao vô tới. Đúng. Một ban ngày mọi người sẽ thấy hoa tím đẹp lắm. Hoa tím tôi là mẹ tôi. Chẳng ai quét là đổi hoa. Nguyên cái cây hoa mẹ tôi chịu than. Mẹ tôi kiểu là sao vậy? Vâng, hoa tím đẹp lắm, đang hoa tím đẹp. À, cách đây 3 tuần thì hoa trắng, tuần này xong hoa tím. Turn right. Đúng rồi, bên này đang 8 giờ tối em. In 3 quarters of a mile, make a U-turn at Southern Shade Boulevard. Đang 8 giờ tối các chị. Các bà thấy hoa đẹp không? Đó, quay mấy clip top top ở đây này, đẹp vô cùng giận luôn. Bye bye các Thánh, đi sinh nhật đây nhé. Bye bye. Đúng rồi, sinh nhật xong rồi nhậu tí nữa.